Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thế phòng thủ Ninja Indian. Thế phòng thủ này là thế phòng thủ ưa thích của nhiều kỳ thủ nổi tiếng trên thế giới bởi vì khả năng đa dạng cũng như biến hóa của nó. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ trắng sẽ chơi nước D4, đen mã F6, trắng C4, đen E6, trắng mã C3 và đen chơi tượng B4. Ở đây chúng ta thấy phòng thủ Ninja Indian. Thì mục đích của đen là để kiểm soát ô E4 của trắng. Đến đây thì trắng có nhiều sự lựa chọn và những lựa chọn phổ biến của trắng. Trắng có thể chơi A3 để đuổi tượng của đen. Trắng có thể chơi E3 hoặc thậm chí là trắng sẽ chơi F3, sau đó đẩy lên E4. Để bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về thế về biến trắng chơi nước A3. Lúc này thì lùi về không phải là một sự lựa chọn tốt cho đen. Dĩ nhiên là đen có thể lựa chọn tượng lùi về E7. Tuy nhiên ở đây hay hơn thì chúng ta sẽ chơi nước. Chúng ta sẽ lựa chọn là đen sẽ ăn vào tốt C3, ăn vào mã C3. Trắng ăn lên. Ở đây trắng kiểm soát khu trung tâm, nhưng cũng đồng thời xuất hiện tốt yếu là tốt C4, một con tốt không được bảo vệ. Vì vậy lựa chọn của đen bây giờ sẽ là tấn công của tốt C4 bằng cách nào? Dĩ nhiên không phải là đẩy tốt lên D5, vì khi đó trắng sẽ ăn và tiếp đó là trắng có thể chơi nước C4. Trắng sẽ rất mạnh ở trung tâm. Vậy làm thế nào để có thể tấn công được tốt C4 này? Thì ở đây đen sẽ chơi nước B6. Mục đích của đen là để lên tượng A6, sau đó là lên mã BC6. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trắng ở đây sẽ lựa chọn lên nước F3 thì muốn lên tốt E4 để kiểm soát hoàn toàn khu trung tâm. Khi đó đen sẽ chơi nước tượng A6. Lúc này trắng chơi nước E4 và tượng trắng đã bảo vệ cho tốt C4. Đến đây thì đen nên chơi thế nào? Nước hay cho đen là nước mã C6. Tại sao lên mã C6? Vì lên mã C6 sau đó là mã sẽ nhảy lên nước A5 để tấn công quân tốt C4 của trắng. Đến đây trắng sẽ có hai sự lựa chọn. Trắng có thể chơi nước tượng C lên G5 hoặc là tượng F lên D3. Chúng ta sẽ bắt đầu với nước trắng chơi nước tượng C lên G5 để ghi mã đen. Nước đi hay cho đen ở đây là nước hậu C8. Không quan trọng là mã bị ghim, vì khi tượng G ăn vào mã, chúng ta đen sẽ chơi tốt ăn lên và xe sẽ có đường thông để tấn công vào tốt G2 của trắng. Dĩ nhiên ở thế trận này thì chúng ta có thể thấy là quân đen đang dồn hết về cánh hậu. Vì vậy nếu đen lựa chọn nhập thành cánh vua thì trắng sẽ tấn công, quân sẽ tấn công vào cánh vua và đen sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Vì vậy nước tượng G5 không phải là một lựa chọn tốt cho trắng. Đến đây nếu trắng lựa chọn chơi nước tượng D3, khi đó đen sẽ chơi nước mã A5 tấn công vào tốt C4. Và dĩ nhiên trắng sẽ chơi nước hậu E2 để bảo vệ cho tốt C4. Và bây giờ đen sẽ chơi nước hậu C8. Rất là nước hậu C8, đen có thể lựa chọn là đẩy tốt C lên C5, đẩy tốt lên C5 và có thể chơi nước hậu lên D7, sau đó lên C6 để tấn công tốt C4 của trắng. Mục đích của đen chủ yếu vẫn là tấn công con tốt C4 này. Và đến đây trắng sẽ chơi nước
E5. Đen lùi mã về G8. Trắng thêm nước F4 để lấy đường lên mã, lên mã F3. Và đen sẽ chơi mã E7, kiểm soát ô F5. Trắng chơi mã F3. Và đây một nước đi hay cho đen, đó là nước tốt D5. Tại sao chúng ta sẽ cùng phân tích khi đen chơi nước tốt D5? Nếu trắng lấy tốt C ăn D5. Trong trước tiên chúng ta sẽ xét trắng chơi nước bắt tốt con đường với tốt E5 ăn tốt D5. Khi đó đen sẽ lấy tốt ăn lên. Và chúng ta có thể thấy là hậu đen đã mở đường thông cột C tấn công trực tiếp vào tốt C4 của trắng. Vậy nên trắng sẽ không lựa chọn lấy tốt E5 để ăn tốt D. Và trắng sẽ chơi nước tốt C4 ăn D. Đến đây thì đen sẽ ăn tượng, trắng ăn, lấy tốt ăn lên hay mã ăn lên. Nếu lấy mã ăn lên thì trắng sẽ đẩy tốt C4 đuổi mã, đồng thời củng cố khu trung tâm. Vì vậy đen sẽ lựa chọn chơi nước ăn tốt lên. Và với việc ăn tốt lên thì đen đã kiểm soát được ô F5 để ngăn trắng đẩy tốt lên nhằm tấn công cánh vua của đen. Và với việc ăn tốt lên D5 thì đen có thể phát triển mã lên ô C4, một quân mã rất là mạnh. Đến đây dĩ nhiên là trắng vẫn muốn đẩy tốt lên F5, sau đó là F6 để tấn công cánh vua của đen. Vì vậy trắng sẽ chơi nước mã H4, mục đích là để đẩy tốt lên F5. Đến đây đen sẽ chơi nước tốt G6, một thế trận rất giằng co, và đen tiếp tục có quân để kiểm soát ô F5, ngăn cho trắng đẩy tốt lên F5. Đến đây thì có thể trắng sẽ lựa chọn chơi nước nhập thành. Chúng ta xét luôn, khi trắng nhập thành rồi thì đen sẽ chơi thế nào. Đen sẽ lên mã F5, ngăn cho trắng không đẩy tốt lên F5. Trắng sẽ lựa chọn ăn mã, đen ăn mã, hai bên cùng đổi hậu. Như vậy chúng ta có thể thấy là tượng đen đã không thể phát triển lên ô G5. Xe trắng cũng vậy. Ở đây đen hoàn toàn lợi thế hơn. Với những nước rất thoáng, đen có thể lên tướng, lên ô E6, ra xe, sau đó là lên xe và đưa xe ở cột A ra tấn công cánh vua của trắng. Rõ ràng là không tốt cho trắng lắm. Sau khi rõ ràng là nước nhập thành không phải là một nước hay cho trắng. Về đây trắng sẽ chơi nước tốt F5, đen sẽ lấy mã ăn F5, trắng ăn mã. Và bây giờ đen trắng sẽ nhập thành, tấn công tốt F5 của đen. Quân tốt F5 này dĩ nhiên đen không thể bảo vệ được. Và ở đây đen nên chơi thế nào? Đen có thể chơi ra xe lên tướng. Tuy nhiên là nước hay hơn cả ở đây, đen sẽ chơi nước C5 nhằm phá cấu trúc tốt ở trung tâm của trắng. Nếu giả sử đến nước này trắng sẽ lấy tốt ăn C5,
Đen sẽ nhảy mã về B3, giả sử trắng ra xe B1 và đen sẽ ăn mã. Đen sẽ ăn tốt. Quân mã sau đó của đen có thể nhảy lên ô E4 và thành mã bất diệt, quân mã rất mạnh. Nếu trắng ăn tốt, đen có thể ra xe C8 và sau khi nhảy mã lên E4 thì đen sẽ tấn công vào tốt C3 của trắng. Về đây nếu trắng sẽ không ăn thì sao? Trắng sẽ lấy xe ăn F5. Thì ở đây đen sẽ lấy tốt C ăn E4. Trắng ăn. Và bây giờ đen sẽ vẫn trên nước mã B3 và bắt lại quân tốt D4 trắng. Và các nước tiếp theo của đen cũng vẫn như vậy, tướng sẽ lên ô E6, đưa hai xe ra tấn công, kiểm soát các đường thông. Và vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu về thế phòng thủ Ninja Indian với biến A3. Và như các bạn thấy thì với biến này, mục đích đen sẽ lựa chọn ăn mã, sau đó là đẩy tốt B6 và mục đích là tấn công tốt C4 của trắng. Đây chính là thế phòng thủ Ninja Indian với biến A3.